Chào cả nhà nhé. Đây là cây tường vi ổ ghẹ rừng ghép đây. Hôm nay có anh khách ở Đồng Cao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mua cây này. Đấy, nhưng mà mình vừa hỏi cái phí ship cũng rất là rẻ nhé. Cái này tính chưa đến 600 nghìn đâu, một tạ. Tạ thì 700, nhưng cái này nó khoảng 80 cân thôi. Tạ cũng không đến. Cái này vanh vẹ gốc nó là 220, vanh chỗ bé nhất là 130, cao 85 phân. Vẹ cây rất đẹp. Cây này là đang công khai chị ơi. Nó ấy rồi. Bây giờ em bán hộ cho Hiếu để Hiếu cho em mấy trăm tiền nọc thôi. Đấy, nói thật là chị làm kênh như vậy thôi. Hoa gì đấy? Đẹp, cây đẹp. Cây này gì? Ui giời, nó lên tận Vạn Linh nó lấy đấy chú à. Vâng, em biết rồi, một rồi. Anh ấy khỏe không chị? Gì anh vẫn thế. Anh vẫn thế à? Sướng nhất chị nhỉ? Đẹp. Sướng nhất chị. Đây là ngũ phúc nha các bạn nhé, 5 cành nhé. Đây, 5 cành. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5 cành. Cây ghép khỏe rồi đây. Cái này đóng mất nhiều công lắm ấy. Đóng thùng gỗ á? Cho vào thùng gỗ chứ chị, gửi cây cảnh lên thùng gỗ chứ ai để gửi người ta gì gương. Ví dụ như là để cái này sau cho trong tượng đây này, rất sạch. Không, cái này cuốn giữ cho người ta cũng được mà, không vấn đề gì. Cái đấy không nó mềm. Thế nói nhiều vẫn phải yêu với ai nhỉ? Ông thôn không phải, ông thôn. Với cái giọng này thì chị lại tưởng bạn trai của cái cháu gái này gì, không phải. Con trai điện cho Hiếu thì sáng thôi. Đấy. Con trai ở nhà, bà lên kiểm tra. Bà mẹ chồng này được đấy. Đấy, cây rất là đẹp nhá. Cái này là hôm nay là anh khách ở Đồng Tháp, anh cả huyện Cao Lãnh, anh thích thì quay để chia sẻ, vừa quay trực tiếp anh rồi được, nhưng còn cái còn công đóng gỗ ông kia nó cũng chi phí nhiều. Nhà vườn mình bán giúp cho thằng cháu này đầu xuân cho may mắn nhá. Đấy, cây rất là đẹp. Cái này không chê được. Ok. Đấy. Cước nếu mà cây to này thì họ tính thiết là có 700 ấy nghìn một cân. 700 là 18 75 56. Cây này chắc chứ. Chị cây này nếu mà gửi cây này 80 cân Hiếu vừa tính chỉ 6 chỉ chưa đến 600 nghìn tiền cước mà, nhưng mà đóng cái thùng gỗ nó phải thuê thì Hiếu nó khắc đóng. Thùng gỗ ấy đâu lấy cái gỗ tạp mà đóng rồi nhỉ. Thiếu gì? Đóng cẩn thận nhưng mà bán cây. Yếu đi có xe thì chở ra kia đi gom đi. Bốc chú vào chú bốc được cây này gương hàng xóm này. Ok nhá. Đấy, chia sẻ một cây tường vi gốc ổi ghép rất là đẹp nhá. Ok rồi.